Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Hành Duy mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 235 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Hành Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Bên trong Thiên Thương Cung, Kỳ Linh mới đáp xuống động phủ của mình, Thiên Nhất Đế Quân đã liền chạy tới. Tô Vô Cơ thấy thế thì liền reo lên: "A, chủ nhân!" Giây sau, khi thấy Thiên Nhất Đế Quân đến, Tô Vô Cơ vội hành lễ: "Xin kính chào Đế Quân." Thiên Nhất Đế Quân liền ra lệnh: "Ngươi lùi xuống trước đi." Tô Vô Cơ thầm khó hiểu nhưng vẫn lùi xuống. "Vâng." Chờ Tô Vô Cơ đi rồi, Thiên Nhất Đế Quân liền nói nhanh: "Bắc Minh, sao đã về rồi? Chẳng phải ta đã bảo ngươi trốn đi đừng lộ mặt ra rồi sao? Tuy trong Thiên Thương Cung chúng ta sẽ không có ai tiết lộ tin tức ra ngoài, thế nhưng chỉ sợ lỡ như không chừng có Vĩnh Hằng Đế Quân ở ngoài tới rình mò, nếu thám thính được bản tôn trở về thì rắc rối to rồi." Kỳ Linh nói: "Đại ca đừng lo." Thiên Nhất Đế Quân sốt ruột nói: "Tình huống thật sự tồi tệ, lần trước ta nói với ngươi rồi, Phi Tuyết Thành Chủ đang sắp xếp các phương điều tra tung tích của ngươi, và bằng hữu tốt báo cho ta biết còn có một thế lực không thua gì Phi Tuyết Thành Chủ cũng đang điều tra về ngươi đấy. Tạm thời ta không rõ là thế lực nào, thế nhưng xem ra bọn chúng vận dụng lực lượng không thua gì Phi Tuyết Thành Chủ đâu." Kỳ Linh nói thẳng: "À, đó là tộc Sinh Mệnh Vĩnh Hằng." Thiên Nhất Đế Quân liền kinh ngạc mà kêu lên: "Sao, tộc Sinh Mệnh Vĩnh Hằng ư?" Kỳ Linh nói: "Bọn họ không những điều tra trong Đạo Minh, còn điều tra ở trong Mang Nhai Quốc. Mang Nhai Chú Tể đã nói với ta từ lâu rồi." Thiên Nhất Đế Quân nghi hoặc hỏi: "Phi Tuyết Thành Chủ nổi tiếng dữ dằn là một kẻ điên, hắn điên cuồng là chuyện bình thường, thế nhưng tại sao tộc Sinh Mệnh Vĩnh Hằng cũng điều tra ngươi vậy?" Kỳ Linh mỉm cười nói: "Chỉ là bảo vật thôi." Thiên Nhất Đế Quân kinh ngạc hỏi: "Ngươi không sốt ruột sao?" Kỳ Linh cười nói: "Tại sao ta phải sốt ruột chứ, kẻ nên nôn nóng là bọn họ." Thực lực khác nhau thì tâm tính cũng khác. Lúc trước thực lực yếu một bậc, lại không có thủ đoạn thân bất tử, không có báu vật hộ thân quá mạnh, tùy thời sẽ mất mạng nhỏ. Dùng hết đạo phù bản mệnh rồi nên Kỳ Linh sống rất cẩn thận. Giờ thực lực đã mạnh, Kỳ Linh tràn trề tự tin, chẳng thèm sợ Phi Tuyết Thành Chủ và tộc Sinh Mệnh Vĩnh Hằng nữa. Thiên Nhất Đế Quân hoang mang: "Ngươi..." Mắt Kỳ Linh lóe tia sát ý: "Thiên Nhất đại ca à, ta định đi Mang Nghe Quốc một chuyến, sau đó dự định giết đến Phi Tuyết Thánh Thành, chém giết Phi Tuyết Thành Chủ, khi đó sẽ có động tĩnh lớn, ta nói trước một tiếng, các ngươi đừng quá hoảng." Thiên Nhất Đế Quân giật mình kêu lên: "Sao, giết tới Phi Tuyết Thánh Thành, chém giết Phi Tuyết Thành Chủ sao?" Kỳ Linh mắt lóe tia sáng lạnh: "Có lẽ không giết được hắn, nhưng ta sẽ nhổ căn cơ của hắn ta." Kỳ Linh muốn giết gà dọa khỉ, mà Phi Tuyết Thành Chủ là con gà trong kế hoạch của hắn. Tiếp theo Kỳ Linh sẽ ngẫu nhiên lộ ra thực lực, chắc chắn khiến các phương thắc mắc. Lúc trước Kỳ Linh dựa vào tâm kiếm thuật này nọ mới miễn cưỡng đạt đến sức chiến đấu của Thánh Thành Chi Chủ và đã rất nghịch thiên, thế nhưng còn trong phạm vi hợp lý. Bây giờ Kỳ Linh bị lộ thực lực quá nghịch thiên sẽ làm cho các phương phải giật mình. Một đạo quân lại có thể mạnh đến như vậy hay sao? Không hợp lý chút nào, không thể nào xảy ra. Chuyện này không thể xảy ra, nhưng nó lại có thật. Ai cũng đều sẽ giật mình, không chừng sẽ có Chúa Tể hoặc một số lão giả tiềm tu không ở chuyện đời muốn bắt Kỳ Linh lại, buộc hắn khai ra bí mật. Vì thực lực, chuyện này cũng có thể xảy ra. Kỳ Linh không muốn sắc số như thế, hắn chủ động bày ra nắm đấm, dùng thực lực tuyệt đối quét ngã Phi Tuyết Thành Chủ, khiến các phương không dám tính kế. Dù họ muốn thẩm tra bí mật cũng không dám tùy tiện đối địch với hắn, vì trong Vô Tận Cương Vực không ai muốn có một kẻ thù hạ gục được Phi Tuyết Thành Chủ đối đầu với mình. Mắt Kỳ Linh lóe tia sáng lạnh: "Phi Tuyết Thành Chủ, ngươi nhiều lần điều tra trong tung tích của ta, còn chưa suy sụp hay sao? Vậy để ta cho ngươi suy sụp hắn, thuận tiện giết gà dọa khí." Thiên Nhất Đế Quân không tin được nói: "Bác Minh à, ngươi muốn nhổ căn cơ của hắn ư? Hắn là một trong 8 Thánh Thành Chi Chủ đấy, vì quá nổi tiếng dữ dằn khiến mấy đế quân cực kỳ hung tàn đi theo. Đám đế quân dưới trướng thực lực khá cao, nghe đồn sau lưng Phi Tuyết Thành Chủ còn có đám già thực lực Thánh Thành Chi Chủ. Ngươi muốn đối phó Phi Tuyết Thành Chủ chẳng khác nào đối với đám đế quân sau lưng hắn đâu." Kỳ Linh cười nói: "Vậy mới thú vị chứ."
Một mình Phi Thuyết thành chủ không có chút uy hiếp gì với hắn. Thế nhưng muốn bứng nguyên căn cơ của gã mới chấn nhiếp được các phương. Thiên Nhất Đế Quân vừa sốt ruột lại vừa tức giận quát nạt: Bác Minh, ngươi chỉ là một đạo quân, các đế quân sống lâu hơn ngươi không biết bao nhiêu lần. Phi Tuyết thành chủ là người nổi bật nhất trong đó, đầu dê đối phó như vậy được? Kỳ Linh nhíu mày nói: Đại ca à. Thiên Nhất Đế Quân nói: Hey, ta biết tính tình của ngươi, ta biết không ngăn cản đưa ngươi được, để ta đi cùng ngươi. Tuy ta không đánh lại nhóm Phi Tuyết thành chủ, nhưng ta giỏi nhất là giữ mạng, có tự tin mang theo ngươi chạy trốn. Kỳ Linh lắc đầu, chỉ tay một cái, xoẹt. Một lũ kiếm quang hiện ra giữa không trung, cắt qua không gian, vạch một đường cong sát bên Thiên Nhất Đế Quân. Gã biến sắc mặt, thót cả tim. Thiên Nhất Đế Quân khó tin, lắp bắp nói: Sao, cái này... Huynh đệ của gã chẳng phải là đạo quân thôi sao? Tại sao lại mạnh như vậy? Kỳ Linh nói xong, quay đầu đi. Đại ca, cứ chờ tin tức là được. Bên trong kiếm cung của Mang Nhai Quốc, một thiếu niên áo trắng xuất hiện trước cửa, đi hướng kiếm cung. Sao? Đó là... Bắc Minh cung chủ. Đấy chẳng phải là Bắc Minh cung chủ hay sao? Một số thế giới cảnh đạo quân sắp đen ngoài cửa kiếm cung giật mình, nhìn thiếu niên áo trắng xuất hiện ở trước mắt. Từ khi Kỳ Linh ở dịch ba giới, Nhất Minh kinh nhân thì tự nhiên trở thành cung chủ của kiếm cung. Kính chào cung chủ. Cung chủ. Cả đám cung kính hành lễ. Đám đạo quân sắp đen ngầm truyền tin, vì Phi Tuyết thành chủ, tộc sinh mệnh vĩnh hằng đều đang điều tra tung tích của Kỳ Linh. Rất nhanh tin tức từ Mang Nhai Quốc lan truyền Nguyên Vô Tận Cương Vực, Bắc Minh đạo quân xuất hiện trong kiếm cung của Mang Nhai Quốc. Phi Tuyết thành chủ vừa nhận được tin thì rất kích động, mắt xanh thẳm tràn đầy sát khí. Rốt cuộc thì ngươi cũng xuất hiện. Mang Nhai chúa tể có thể giúp ngươi một lần, thế nhưng ta không tin sẽ giúp ngươi lần thứ hai, thứ ba đâu. Đường đường là chúa tể, sao có thể luôn che chở cho một đạo quân được chứ? Ngươi mà ra khỏi Mang Nhai Quốc thì ta sẽ giết ngươi. Bên trong Vĩnh Hằng Quốc gia, Kỳ Ẩn Đế Quân, Đức Cổ Đế Quân và An Thần Đế Quân cũng tràn đầy sát khí. Trốn lâu như vậy, suốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Tên tiểu tặc này chỉ biết lấp ló. Chúng ta mà tìm được cơ hội là có thể dễ dàng nghiền chết hắn ta. Ba người không thèm xem Kỳ Linh như mối uy hiếp. Kỳ Linh đi trong kiếm cung, dọc đường gặp đám tu hành giả, hoặc là cung kính kêu cung chủ, hoặc là gọi sư huynh. Trong kiếm cung bây giờ, Kỳ Linh có địa vị cao nhất. Nếu Kỳ Linh bày ra thực lực thật sự thì nguyên Mang Nhai Quốc chắc chỉ có một mình Mang Nhai chúa tể là mạnh hơn được hắn. Kỳ Linh đạp hư không giáng lâm trước kiến trúc nằm trong hiệp cốc. Đã đến thần binh cốc rồi. Nơi này là thần binh cốc. Hai khô lỗi trông chừng thần binh cốc là Kiếm Ngũ, Kiếm Lục cung kính chào. Cung chủ. Kỳ Linh cười nói: đã lâu không gặp rồi. Kiếm Ngũ nói: Lúc cung chủ mới vào kiếm cung, đến bây giờ đã hơn 10 ức năm, thế nhưng thực lực đã là 102 trong toàn kiếm cung rồi. Kỳ Linh nhớ lại ngày xưa, lúc hắn vào kiếm cung mới chỉ là thế giới cảnh, còn lơ ngơ, tràn ngập khát vọng đều ở đường tu hành. Chớp mắt đã qua hơn 10 ức năm, Kỳ Linh đã đứng trong hàng đỉnh cao nhất trong toàn bộ cương vực. Chỉ có ba chú tể mạnh hơn hắn. Năm xưa ai ngờ được cảnh như bây giờ. Kỳ Linh đi vào trong thần binh cốc, đặt nhiều bó vật nhưng không cái nào lọt vào mắt của hắn. Kỳ Linh nhìn thanh kiếm gãy đặt trên bên bàn dài ở phía xa. Đoạn kiếm ư? Kiếm ý mênh mông xa xăm tràn ngập xung quanh, bất cứ tu hành giả nào đi vào đều không thể bỏ qua nó. Kỳ Linh mỉm cười: Bảo bối vũ trụ. Kỳ Linh đến gần, cách 10 trượng một lực lượng vô hình ngăn cản. Hắn hơi tạm dừng rồi dễ dàng phá mở lực lượng này, tiếp tục bước đi. Kỳ Linh đi mãi đến trước cái bàn, nhìn thanh kiếm gãy đặt ở trên bàn. Một thân hình xuất hiện trên kiếm gãy là một nữ nhân mặt lạnh băng. Ta không cho người đến gần, vậy mà cứ ép tới bằng được ư? Kỳ Linh mở miệng nói: Pháp bảo Chi Linh, ngươi luôn ở trong thần binh cốc không thấy chán hay sao? Có muốn cùng ta ra ngoài phiêu bạt không? Nữ nhân băng giá lạnh lùng nói: Ngươi là cung chủ kiếm cung mới nhậm chức, ta nhớ ngươi ngày xưa còn là nhãi xanh không chịu nổi hơi thở của ta. Bây giờ thực lực khá mạnh nhưng vẫn chỉ là đạo quân. Các đời cung chủ kiếm cung đều đến tìm ta nhưng ta không vừa mắt ai cả. Ngươi đi đi, ta không thể nào đi theo một đạo quân được. Kỳ Linh nghe vậy đành câm nín. Kỳ Linh đến Mang Nhai Quốc vì có chuyện quan trọng, gặp lại thanh kiếm gãy này cũng chỉ là đến thử vận may. Vì có bảo bối vũ trụ trong tay, thực lực của hắn sẽ bành trướng lên rất nhiều. Kỳ Linh chế nhạo nói: Hey, yêu cầu của ngươi khá là cao rồi. Nữ nhân lạnh lùng nói:
Dù là Vĩnh Hằng Đế Quân bình thường, ta cũng không nhìn vào mắt đâu. Nên là kiếm tu, ít nhất đẳng cấp thánh thành chi chủ, chúa tể thì càng tốt hơn. Kỳ Linh lại trêu, nguyên viêm long vực giới chúng ta không có chúa tể dùng kiếm đâu. Đẳng cấp thánh thành chi chủ dùng kiếm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người muốn tìm chủ nhân mới có vẻ khó đây. Nữ nhân lạnh băng cười khẩy nói, thực lực của ngươi quá yếu, dù cầm bảo bối vũ trụ cũng sẽ bị Vĩnh Hằng Đế Quân dễ dàng đánh bại. Bảo bối vũ trụ vào tay đạo quân các ngươi chỉ lãng phí thôi. Ta nghe nói có một tiểu thánh vừa được bảo bối vũ trụ, không biết phải chăng bảo bối vũ trụ đó mơ hồ mà chịu đi theo một đạo quân ư? Nghe vậy, mắt Kỳ Linh bỗng bắn ra hai luồng kiếm quang. Ông hai luồng kiếm quang mang theo áp lực đáng sợ bao trùm thanh kiếm gãy, nhưng không công kích nó, vì tất cả pháp bảo trong thần binh cốc đã có cấm chế, là cấm chế mang nhai chúa tể bày ra. Các đời đại năng kiếm cung vất vả bày cấm chế, không được phép cưỡng ép mang đi báu vật nơi này. Nữ nhân lạnh băng giật mình kêu lên, sao kiếm đạo của ngươi, ngươi sao có thể như vậy? Nữ nhân lạnh băng là thần kiếm đẳng cấp bảo bối vũ trụ, cảm ứng với kiếm tu là rõ ràng nhất. Nhìn sơ liền đoán ra trình độ kiếm đạo tinh diệu của Kỳ Linh hoàn toàn vượt qua đẳng cấp đạo quân nên có, một phần trong thánh thành chi chủ mới sánh bằng hắn. Kỳ Linh nhìn nữ nhân lạnh băng, đi theo ta, cùng ta phiêu bạt, chắc người đã nhìn ra được thực lực của ta. Nguyên viêm long vực giới không ai có thể làm gì được ta. Dù tương lai có ngày ta chết thì ngươi vẫn lấy lại tự do, giờ thì theo ta xông pha đi, luôn ở lại đây rất là chán, rất buồn khổ. Kỳ Linh dụ dỗ nữ nhân lạnh băng. Nữ nhân lạnh băng hơi do dự, thật ra nàng cũng muốn ra ngoài xông pháo, nhưng ngạo khí trong người nàng khiến nàng hừ lạnh một tiếng. Kiếm đạo của ngươi không tệ, nhưng dù sao chỉ là một đạo quân, nếu ngươi có thể hợp đạo thành công thì ta đồng ý đi theo ngươi. Kỳ Linh á khẩu, hợp đạo thành công ngư, quá khó khăn. Nếu Kỳ Linh thực sự có thể hợp đạo thành công, dùng trung cực kiếm đạo hợp đạo thành công, thì hắn không thể tưởng tượng khi đó mình đến đẳng cấp cỡ nào, dù là bảo bối vũ trụ cũng chẳng đáng gì với hắn. Kỳ Linh gặng hỏi, sao thực sự không theo ta ra ngoài sao? Nữ nhân lạnh băng không chịu cúi đầu, ngươi chỉ là đạo quân. Kỳ Linh quay đầu đi luôn, thôi hai ta không có duyên rồi. Nữ nhân lạnh băng nhìn bóng lưng Kỳ Linh đi khuất, cắn răng, một số đạo quân sao có cảnh giới kiếm đạo mạnh như vậy được, nàng thực sự bị hấp dẫn. Thế nhưng hắn chỉ là một đạo quân, nếu hợp đạo không thành công thì vẫn là công giá chàng, chờ hắn hợp đạo thành công rồi tính sau vậy. Nữ nhân lạnh băng không nghĩ nhiều nữa, trở vào trong thanh kiếm gãy. Kỳ Linh bay ra thần binh cốc, thầm thổn thức, tiểu thánh thực lực không bằng ta, mà được bảo bối vũ trụ cam nguyện đi theo. Cảnh giới của ta bây giờ vẫn không thể mang đi thanh kiếm gãy này. Thôi bỏ đi. Kỳ Linh đã nhìn thấu, Bắc Cổng kiếm là bản mệnh thần binh của hắn, phụ trợ rất lớn với hắn. Kiếm chi bản nguyên của 6 thanh Bắc Cổng kiếm đều thăng cấp thành trung cực kiếm đạo đệ tứ trọng, nội tình lại càng thâm sâu. Bắc Cổng kiếm của ta so với bảo bối vũ trụ không yếu hơn bao nhiêu. Kỳ Linh hóa thành luồng sáng rất nhanh bay lên đỉnh ngọn núi cao trong kiếm cung, một tòa tiên phủ liền giáng xuống. Nơi này trước kia Kỳ Linh từng ở, hắn trở về vẫn ngủ lại đây ở tạm. Kỳ Linh ra lệnh cho phụ tá, chuyển tấn với măng nhai chúa tể giúp ta, nói là Bắc Minh có một cuộc giao dịch. Phụ tá đáp ngay, tuân lệnh chủ nhân. Bên trong tiên phủ, Kỳ Linh đứng ở nơi cao viện lan can, nhìn cảnh đẹp bao la của kiếm cung. Một thân hình ngưng tụ hiện ra, là lão nhân sâu bạc có 6 sừng cong, áo trắng. Bắc Minh. Kỳ Linh xoay người hành lễ ngay, Bắc Minh xin kính chào chúa tể. Măng nhai chúa tể nhìn Kỳ Linh, người rất can đảm, biết rõ phi thuyết thành chủ tộc sinh mệnh Vĩnh Hằng điều tra hành tung của ngươi mà vẫn dám công khai xuất hiện sao? Kỳ Linh không muốn kẻ địch có phòng bị, nên hắn luôn dựa vào pháp môn sinh mệnh để giấu hơi thở. Hắn tiết lộ ra hơi thở giống hệt lúc chưa đột phá. Kỳ Linh cười hỏi, chúa tể có biết tại sao tộc sinh mệnh Vĩnh Hằng điều tra hành tung của ta hay không? Mang nghe chúa tể nhìn Kỳ Linh, lúc trước ta hỏi nhưng ngươi không có nói tỉ mỉ, bây giờ định nói rồi sao? Kỳ Linh gật đầu, lật tay lại, một trái màu đỏ rực hiện ra trong lòng bàn tay. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trái cây tỏa ra hơi thở xâm nhập tâm linh tu hành giả. Với cảnh giới hiện giờ của Kỳ Linh vẫn bị ảnh hưởng nhịp tim, mắt của mang nhai chúa tể sáng rực lên. Sao, đây là trái Vĩnh Hằng ư? Kỳ Linh kinh ngạc lặp lại, sao, trái Vĩnh Hằng? Đó chẳng phải là vạn kiếp thánh huyết quả sau khi hấp thu máu chí tôn biến dị hay sao?
Mạng nhai chút thể nói: "Xem ra người đã không biết rồi, mà ngươi không hiểu rõ cũng là bình thường, vì trái vĩnh hằng rất hiếm hoi, đáng quý. Trái vĩnh hằng này chỉ riêng tộc vĩnh hằng mới có. Tộc vĩnh hằng xem như nó như của quý, không dễ lấy ra giao dịch với bên ngoài. Theo ta được biết, tộc vĩnh hằng mấy vực giới khác cũng có trái vĩnh hằng." Kỳ Linh nhẹ gật đầu. Trước đại chiến, Ba Lâm Chí Tôn sáng tạo ra mấy thế giới động thiên trong các vực giới. Chắc sau cuộc chiến đa phần để lại một giọt máu Chí Tôn bị tộc vĩnh hằng chiếm hữu. Mang nhai chút thể nói: "Tộc vĩnh hằng trong vực giới nào cũng tiếc không nỡ lấy ra. Ta nghe nói có 3 lần giao dịch trái vĩnh hằng đều là tộc vĩnh hằng vì đổi vật cần thiết mới chịu đưa ra." Kỳ Linh liền hỏi: "Trái cây này lợi hại lắm hay sao?" Mang nhai chút thể nói: "Hơi giống vạn kiếp thánh huyết quá, thế nhưng luyện chế ra linh đan có dược hiệu rất mạnh. Người nên biết rằng dược hiệu mạnh 3 phần thì giá cao gấp 10. Một trái vĩnh hằng bằng 22 vạn kiếp thánh huyết quá. À phải rồi, tộc sinh mệnh vĩnh hằng điều tra hành tung của ngươi là vì trái vĩnh hằng sao?" Mang nhai chú tể hỏi dồn: "Người cướp trái vĩnh hằng của bọn họ sao?" Kỳ Linh thầm nhủ, vừa hái trái vừa nhổ luôn cây. Nhưng Kỳ Linh chẳng đồng tình tộc sinh mệnh vĩnh hằng. Chủng tộc đó thích ăn tu hành giả nhất. Không hiểu tại sao lúc trước Ba Lâm Chí Tôn sáng tạo ra tộc quần hậu duệ như vậy. Kỳ Linh nói: "Thứ ta giao dịch là trái vĩnh hằng này, ta cần chút chân tài." Nói rồi Kỳ Linh vung tay lên, giữa không trung xuất hiện chữ rậm rạp là chân tài cần thiết cho hai trọng đầu của một bí thuật tên là Thần Dực Kiếm Quang. Khi Kỳ Linh được truyền thừa của hơn 300 chú tể, đã sàng lọc ra bí thuật thích hợp nhất phối hợp với phân quang đại kiếm khí. Hắn định tu luyện hai bí thuật cùng lúc, sau này dùng trung cực kiếm đạo chi âm dương thức thi triển thì uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Mang nhai chú tể nhíu mày nói: "Người cần chân tài đều rất quý trọng và hiếm thấy." "Không hiếm thấy sao được, bí thuật cấp chú tể cơ mà." Kỳ Linh cười ra là: "Nên ta mới dùng trái vĩnh hằng để trao đổi." Mang nhai chú tể nói: "Ta cần nửa năm và muốn 15 trái vĩnh hằng." Kỳ Linh đồng ý dứt khoát: "Được." Mang nhai chú tể ngạc nhiên nhìn Kỳ Linh rồi bật cười hỏi: "Bạc Minh, suốt cuộc ngươi cướp bao nhiêu trái cây của tộc sinh mệnh vĩnh hằng vậy? Bọn họ rất trân trọng từng trái một, ngươi dễ dàng lấy ra 15 trái. Hèn gì bọn họ điên cuồng điều tra hành tung của ngươi như vậy." Kỳ Linh chối ngay: "Cũng không bao nhiêu đâu." Mang nhai chú tể nói: "Ta nhắc nhở ngươi phải nhớ thật cẩn thận, Phi Tuyết Thành Chủ và tộc sinh mệnh vĩnh hằng không hề dễ chọc đâu. Ta từng hứa ra tay giúp ngươi một lần, nếu ngươi chịu trao đổi thì mỗi trái vĩnh hằng ta sẽ giúp ngươi một lần." Kỳ Linh chớp mắt: "Đen quá xá đen, 10 trái ư? Tộc vĩnh hằng tích góp trăm vạn hỗn độn kỷ nguyên mới được 36 trái, thứ này hấp thu máu của Chí Tôn mới có." Kỳ Linh vẫn cười gật đầu nói: "Được." Trong bụng hắn thì lại thầm nghĩ: "Chúa tể à, sao là ngươi không có cơ hội ra tay đâu? Phi Tuyết Thành Chủ và tộc sinh mệnh vĩnh hằng không đem đến uy hiếp quá lớn với ta đâu." Phi Tuyết Thánh Thành rộng lớn quanh năm, tuyết lất phất bay. Chỗ cao nhất là cung điện nguy nga, một nam nhân nhỏ gầy tóc bạc, chân mày trắng, mặc trường bào màu đen đứng trước lan can. Lông mày trắng bay bay, mắt xanh thẳm nhìn hư không. Bà Vĩnh Hằng Đế Quân đứng sau lưng gã. Phi Tuyết Thành Chủ đầy sát ý, lạnh lùng nói: "Ta được tin rằng Bắc Minh Đạo Quân đang trốn trong Mang Nhai Quốc. Dù là nguyên thần thứ hai hay là bản tôn sống lại, thì lần này ta tuyệt đối không để hắn chạy thoát." Một nữ nhân tóc đỏ áo đỏ do dự nói: "Hắn đi Mang Nhai Quốc chỉ e trốn thật lâu." Phi Tuyết Thành Chủ nói: "Hắn không thể mãi mãi ẩn giấu bên trong Mang Nhai Quốc được, sẽ có lúc phải đi ra. Một đạo quân chỉ có 108,000 hỗn độn kỷ nguyên tuổi thọ, hắn phải đi mạo hiểm, phải hợp đạo, không thể nào vĩnh viễn trốn trong đó được." Đế quân khác do dự, bọn họ cảm thấy rất khó chặn lại Kỳ Linh. "Hắn sẽ từ chỗ nào trốn đi chứ?" Phi Tiết Thành Chủ tự tin nói: "Nếu hắn rời khỏi Mang Nhai Quốc thì có hai khả năng. Thứ nhất là qua đường hầm thời không trực tiếp truyền tống. Ba, đường hầm thời không tự tay Mang Nhai Chúa Tể tạo ra, truyền tống cự ly rất xa, đi thông ba khu vực. Khả năng thứ hai là Bắc Minh Đạo Quân trực tiếp rời khỏi Mang Nhai Quốc, chạy trốn bằng năng lực của mình." Phi Tuyết Thành Chủ cười nhạt: "Ta muốn mời ba vị đế quân hỗ trợ chặn ở lối ra ba chỗ đường hầm thời không, còn ta tự mình đến bên ngoài Mang Nhai Quốc. Bắc Minh Đạo Quân có gan ló đầu ra là ta giết hắn ngay." Ba vị đế quân lo lắng nói: "Được. Thành Chủ,
Chúng ta chỉ cần trông chừng lối ra, đừng hầm thời không thì dễ rồi. Thế nhưng thành chủ phải trông giữ nguyên mang nhai quốc kia. Phi Tuyết thành chủ không lộ gì nhiều. Ta sẽ tự có cách thôi. Phi Tuyết thành chủ có phi chu vực giới khiếm khuyết, phi chu chi linh còn nguyên vẹn, có thể sử dụng phi chu vực giới. Thế nhưng chỉ xuyên qua cự ly ngắn ngủi, không bằng khoảng cách mang nhai chúa tể tự tay xé sách thời không. Dù vậy Phi Tuyết thành chủ cũng không dám công khai điều này. Gã muốn giết Kỷ Linh, Kiều Trần vì cướp linh kiện, cố gắng sửa chữa phi chu vực giới. Hễ Phi Tuyết thành chủ đến gần mang nhai quốc, dựa vào phi chu cảm ứng là có thể xác định chỗ ở của Kỷ Linh. Kỷ Linh muốn bay từ từ chạy trốn nư, không thể thoát được. Phi Tuyết thành chủ nhào mắt lại, bắn ra tia sáng lạnh màu lục. Ba đường hầm thời không bên ngoài mang nhai quốc ta đều theo dõi. Bắc Minh đạo quân, lần này ngươi không có đường trốn đâu. Kỷ Linh không quan tâm bên ngoài. Gần 5 tháng qua đi, mang nhai chúa tể chạy nhiều chỗ, rốt cuộc cũng góp đủ số chân tài Kỷ Linh cần. May mắn chỉ là chân tài cần thiết cho hai trọng đầu của thần dực kiếm quang. Nếu đại thành thì giá trị chân tài cần thiết sẽ cao gấp mấy chục lần. Nguyên viêm long vực giới rất khó mà tìm đủ, phải đến vực giới khác kiếm từ từ. Thần dực kiếm quang. Kỷ Linh khoanh chân ngồi trên bình nguyên rộng lớn. Trong pháp bảo động thiên, đôi cánh vàng tỏa ra kiếm khí cực kỳ sắc bén lơ lửng trên đầu hắn. Cánh chim màu vàng dưng ra vô số lông chim, từng cọng ẩn chứa uy năng khiến người phải sợ hãi. Những cái này là uy năng kiếm quang thực chất hóa mà ra. Kim đan không gian hỗn độn trong người Kỷ Linh có cánh vàng tựa như pháp bảo thật sự. Đó là cánh dùng nhiều chân tài để chế tạo ra. Đôi cánh này lơ lửng trong kim đan không gian hỗn độn, Kỷ Linh nhiều lần cẩn thận luyện hóa. Thật nhiều chân tài liên tục bị luyện hóa thành các cộng lông chim gắn vào cánh. Thời gian trôi qua, cánh dần dần phức tạp hơn, càng lúc càng to ra, hiển hiện uy năng càng lớn. Thần dực kiếm quang lộ ra ngoài đỉnh đầu Kỷ Linh càng khiến người phải hãi hùng. Đạo quân đỉnh phong bình thường nhìn thấy sẽ chân mềm như bún. Phân quang đại kiếm khí, thần dực kiếm quang có sự khác biệt về tính chất. Phân quang đại kiếm khí mơ hồ, khó nắm bắt hơn, tựa như sóng nước từng lớp nối liền vô số, uy năng tản ra trong vô số kiếm khí. Còn thần dực kiếm quang là vô số uy năng tụ lại thành một thể. Một cái tản ra, một cái hội tụ, hai cái hình thành âm dương thế giới hỗn độn. Đây là hai môn bí thuật phối hợp thích hợp nhất mà Kỷ Linh có thể tìm ra. Thật là phức tạp, thách thức khả năng kiếm đạo rất cao. Đây là môn bí thuật cực kỳ phức tạp. Kỷ Linh tu hành hơn 3 vạn năm, nếu tính luôn thời gian trong pháp bảo động thiên thì sự thật là hắn tu hành hơn 300 vạn năm mới luyện thành công, đủ biết bí thuật phức tạp cỡ nào. Vù vù. Bên trong phân quang hải dương mênh mông, trong kim đan không gian hỗn độn, đôi cánh màu vàng xinh đẹp mộc mạc bay lơ lửng, uy năng hoàn toàn giấu đi, không tiết ra ngoài giống lúc mới bắt đầu. Rốt cuộc cũng luyện thành hai môn bí thuật phân quang đại kiếm khí và thần dực kiếm quang của ta đều luyện thành công rồi. Kỷ Linh lộ ra vẻ vui mừng. Thử uy lực của chúng nó xem. Kỷ Linh đứng trên bình nguyên nhìn trời trong, động ý niệm, xoẹt. Thật nhiều uy năng bay ra khỏi người Kỷ Linh, hình thành đôi cánh màu vàng trên không trung, cực kỳ xinh đẹp tuyệt vời, nhưng không có kiếm khí. Càng nhiều uy năng bay ra, nhiều kiếm quang tia chớp xuất hiện. Rất nhanh vô số tia chớp, ức vạn tia chớp bay lượn trong phạm vi mấy vạn dặm. Chúng nó đôi khi bay lướt qua nhanh, đôi khi bay như sóng vỗ, đôi khi va chạm bay lộn xộn. Cánh vàng trong lúc bay, tốc độ cánh vàng cực nhanh, mau hơn tốc độ bay hiện tại của Kỷ Linh gấp chục lần. Bay bình thường không thể đến tốc độ như vậy. Xẹt 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 xẹt. Cánh vàng dường như có thể xuất hiện ở các góc. Nó xinh đẹp tuyệt vời nhưng rất mộc mạc, không lộ ra kiếm khí nào. Thế nhưng khoảnh khắc nó bay qua, cánh như lưỡi dao cắt qua, uy năng làm cho Kỷ Linh phải kinh hoàng. Kỷ Linh lập tức điều khiển âm dương thế giới hỗn độn. Phân quang đại kiếm khí là âm, thần dực kiếm quang là dương, âm dương kết hợp, thế giới kiếm đạo hiển hiện. Âm. Cánh chim màu vàng bay lượn như vị vua cao cao tại thượng, tùy ý bay đi khắp nơi. Mỗi nơi nó đi, vô số kiếm quang hình cung vây quanh nó, cả hai tự nhiên hình thành chỉnh thể hoàn mỹ. Kỷ Linh rất là vui vẻ. Thế giới ảnh chiếu và thế giới âm dương kiếm đạo của ta kết hợp lại, đối thủ chưa đánh với ta đã sợ đứng tim rồi. Có thủ đoạn như vậy, ta không nghe ngại đối với số đông nữa rồi. Trước kia dùng trung cực kiếm đạo chi âm dương thức thi triển chiến đại bí thuật không quá thích hợp. Dù sao đó cũng là lôi điện, bí thuật kiếm đạo này mới là sự kết hợp thích hợp nhất. Kỷ Linh chọn lựa vừa lúc là một âm một dương. Hiện giờ bí thuật đã luyện thành, tới lúc ta ra tay rồi. Ngày hôm đó Kỷ Linh thu tiên phủ, trước bao cặp mắt
Tu hành giả trong kiếm cung nhìn chằm chằm hắn một mình đi ra khỏi kiếm cung. Dọc đường đi, Kỳ Linh gặp các tu hành giả trong thập nhị cung, tất cả đều hết sức cung kính mà chào. Bắc Minh công chúa, bái kiến Bắc Minh công chúa. Ồ, Bắc Minh sư huynh. Rất nhanh Kỳ Linh đến đường hầm thời không. Hắn chọn một trong ba đường hầm, đi vào trong vòng xoáy màu đen rồi biến mất. Một số đạo quân sắp đen tự nhiên truyền tin này ra: Bạc Minh đạo quân đã xuất phát đi phi Trần Tinh rồi. Bọn họ không biết ai cần tin tức này, thế nhưng Phi Tuyết thành chủ, tộc Sinh Mệnh Vĩnh Hằng cùng điều tra tất cả qua nhiều con đường, cố gắng nhanh chóng xác nhận mọi hành tung của Kỳ Linh. Hư không bên ngoài mang nhai cuốc, Phi Tuyết thành chủ lông mày trắng bay bay, gã lơ lửng giữa hư không lẳng lặng theo dõi, chật khuôn mặt lạnh lùng lộ vẻ giật mình. Bác Minh đạo quân chọn đường hầm thời gian đến cách Phi Tuyết thánh thành ta là gần nhất ư? Rất thông minh, cố ý chặn con đường không ai ngờ đến. Đáng tiếc ta sắp xếp mỗi một đế quân chặn ba đường hầm thì không rồi. Phi Tuyết thành chủ truyền lệnh ngay: Dạ Tuyển huynh, Bắc Minh đạo quân sắp xuất thuyền ở phi Trần Tinh, huynh chỉ cần chặn đường bám giữ hắn là đủ rồi, ta đến ngay bây giờ đây. Dạ Tuyển đế quân tràn trề tự tin bảo đảm: Thành chủ xin cứ yên tâm. Bọn họ thuộc về phe Phi Tuyết thánh thành, đều có pháp thân ở trong thánh thành, pháp thân chớp mắt liền truyền tin cho nhau. Phi Trần Tinh là một ngôi sao hoang vắng bình thường. Từ khi Mang Nhai Chúa Tể đặt đường hầm thời không ổn định ở chỗ này, thành một trong ba lối ra thời không cố định của Mang Nhai Quốc, thì Phi Trần Tinh đã trở nên không tầm thường. Nơi này còn có cấm chế cổ xưa che chở, quanh năm có đạo quân giáp đen và đạo quân càng mạnh hơn nữa trấn thủ. Có một lão nhân mập mạp ở hư không hỗn độn bên ngoài Phi Trần Tinh: Là Bắc Minh đạo quân sao? Làn da trắng kỳ dị, lão mập thù lù, mặc áo rộng, đỉnh đầu có hai xúc giác mềm, đôi mắt đục lóe tia sáng lạnh như rắn độc. Lão giả da trắng nõn mập mạp này là Dạ Tuyền đế quân nổi tiếng hung dữ. Nếu nói đến sự tà ác điên cuồng của Phi Tuyết thành chủ trực tiếp biểu hiện ra bên ngoài, thì Dạ Tuyền đế quân này lại luôn ẩn giấu âm hiểm hung tàn ở bên trong. Đây là một lão già cực kỳ độc ác, ăn tươi nuốt sống, vì danh tiếng thối tha chọc phải đế quân khác truy sát. Sau này Phi Tuyết thành chủ nổi lên, Dạ Tuyền đế quân liền đầu nhập vào dưới trướng. Nhiều đế quân rất hung tàn đều đầu phục Phi Tuyết thành chủ, ôm đoàn với nhau. Bọn chúng chỉ một tòa thánh thành, thế lực mạnh khó có thể lay động. Mặc dù tà ác hung tàn dễ bị vài tu hành giả ghen ghét, nhưng vĩnh viễn không thể xóa sổ hết những kẻ xấu xa như vậy. Còn có người như Phi Tuyết thành chủ làm thủ lĩnh, đám lão quái vật khác che chở nên thế lực càng lớn mạnh. Đến rồi. Mắt Dạ Tuyển đế quân tập trung lối ra của đường hầm thời không. Trên Phi Trần Tinh, một thiếu niên áo trắng cõng thần kiếm màu đen xuất hiện. Theo thành chủ nói thì thực lực của Bắc Minh đã đến đẳng cấp thánh thành chi chủ, chỉ thấp hơn thành chủ một bậc thôi. Thành chủ không có cách giết chết hắn, phải nhờ vào bảo vật. Tuy Dạ Tuyển đế quân xem thường các đạo quân, nhưng không dám coi rẻ Bắc Minh đạo quân, vì thực lực của đối phương mạnh hơn lão rất nhiều. Dạ Tuyển đế quân tự tin nghĩ, chỉ cần cố gắng chặn đường dây dưa không cho hắn thoát ra là được. Vèo. Bên trên Phi Trần Tinh, Kỳ Linh phá không bay nhanh đến gần hành tinh. Kỳ Linh bỗng giảm tốc độ, cao mày nhìn về đằng trước. Sao? Giữa hư không đằng trước đột nhiên hiện ra một lão nhân mập mạp, da trắng đến kỳ dị. Kỳ Linh chau mày, hắn đã nhận ra đối phương. Là Dạ Tuyển đế quân sao? Dạ Tuyển đế quân nhíu mắt cười tủm tỉm. Không ngờ Bắc Minh đạo quân cũng biết ta ư, làm ta cảm thấy hơi vinh hạnh rồi. Chắc Bắc Minh đạo quân cũng biết ý đồ của ta. Ta canh giữ tại đây là muốn mời Bắc Minh đạo quân đi Phi Tuyết thành làm khách ấy mà. Thành chủ của ta rất muốn gặp Bắc Minh đạo quân. Kỳ Linh cười nhạt. Mời ta ư? Được thôi, dẫn đường trước đi. Dạ Tuyển đế quân vẫn cười toe toét nói, ta đi trước dẫn đường, Bắc Minh đạo quân đột nhiên chạy trốn thì rắc rối rồi. Theo ta thấy, Bắc Minh đạo quân hãy vào trong pháp bảo động thiên của ta, vậy thì sẽ mau mà tiện lợi hơn một chút. Kỳ Linh đã quyết định nhổ hết thế lực của Phi Tuyết thành, thì tất nhiên có điều tra một số đế quân thuộc thế lực này, trừ vài lão già ẩn cư khó xác định ra, còn lại Kỳ Linh đã nắm giữ tình báo. Lão nhân mập mạp da trắng kỳ dị, Dạ Tuyển đế quân thuộc kiểu ác trong bụng. Trong bụng đế quân phe Phi Tuyết thánh thành mà Kỳ Linh muốn giết, Dạ Tuyển đế quân xếp hàng thứ ba. Kỳ Linh lắc đầu cười nói, sao kêu ta vào động thiên của ngươi ư? Chẳng phải như vậy là sống chết của ta nằm trong tay ngươi sao? Thứ lỗi, ta không thể đồng ý được.
mắt Dạ Tuyền Đế Quân lóe tia sáng lạnh. Cho đến giờ phút này, Bắc Minh Đạo Quân trốn được hay sao? Kỳ Linh bật cười. Chỉ bằng vào ngươi ư? Dạ Tuyền Đế Quân cười giả tạo. Có lẽ ta không địch lại Bắc Minh Đạo Quân, nhưng cũng đừng mơ trốn khỏi ta được. Phi Tuyết Thành Chủ chọn ba người bọn họ là vì cả ba có thủ đoạn kiềm chế kẻ địch. Kỳ Linh khẽ nói. Ồ, ta nghe đồn Dạ Tuyền Đế Quân vì tu luyện Dạ Tuyền bí thuật tự sáng tạo đã tàn sát thiết trẻ sơ sinh trong 381 cương vực rồi. Dạ Tuyền Đế Quân dừng dưng nói. Chỉ là vài đứa trẻ sơ sinh, chết rồi có thể sinh tiếp được mà. Kỳ Linh nhẹ giọng nói. Mang nhai chúa tể là hỗn độn thần thú, Minh Lan chúa tể là cổ tu hành giả, Phòng Vũ chúa tể là sinh mệnh đặc thù, bọn họ đều không có phụ mẫu, được hỗn độn dưỡng dục sinh ra. Ta từ trong phàm tục tu hành mà lên, đối với kẻ dùng sinh mệnh trẻ sơ sinh tu luyện bí thuật như nhà ngươi thì ta chỉ có một ý nghĩ, đó là giết sạch mà thôi. Ta còn đang lo không tìm thấy ngươi, ai ngờ ngươi đi lên tận cửa. Rất nhiều tu hành giả tà ác dùng trẻ sơ sinh để tu luyện thần thông bí thuật, chiêu dùng nhau thai nhiều vô số kể. Bởi vì trẻ sơ sinh là khởi đầu của sinh mệnh, có vô tận sức sống, tương lai vô tận. Kỳ Linh rất căm ghét loại tu hành giả này, hễ gặp được hắn chỉ có một chữ: giết. Dạ Tuyền Đế Quân cười phá lên. Có quá nhiều kẻ muốn giết ta, thậm chí có phải Vĩnh Hằng Đế Quân để muốn ta chết đi, nhưng vậy thì sao chứ, ta vẫn sống lành lặn đấy thôi. Pháp lực cùng hồn, tiếng cười quanh quẩn trong hư không hỗn độn xung quanh. Chỉ có một vài người giết được ta, nhưng ta không đến gần họ. Còn ngươi ư, Bắc Minh Đạo Quân, ngươi chỉ là một đạo quân, muốn giết ta sao? Phi Tuyết Thành Chủ còn không giết được ta, chứ nói gì là ngươi. Dạ Tiền Đế Quân rất ghét loại người chỉ vì tà ác nên muốn giết lão. Keng keng keng. Sáu thanh Bắc Cùng Kiếm sau lưng Kỳ Linh cùng ra khỏi vỏ. Hắn biến ra thần thông ba đầu sáu tay, cầm sáu thanh thần kiếm. Dạ Tiền Đế Quân thông báo với Phi Tuyết Thành Chủ. Bắc Minh Đạo Quân đang ở trước mặt ta, còn định đánh nhau với ta. Thành Chủ cứ yên tâm, hắn tuyệt đối không thoát khỏi ta được đâu. Dạ Tuyền Đế Quân thi chuyển Dạ Tuyền bí thuật đã giúp lão nổi tiếng ác đức. Bùm. Làn da trắng kỳ dị bỗng khuếch tán ra bốn phương tám hướng như cái túi vải to. Miệng túi sinh ra lực hút ngập trời trùm hướng Kỳ Linh. Nhìn vào trong túi vải trắng chỉ thấy một mảnh hắc ám. Kỳ Linh cầm sáu thanh Bắc Khổng Kiếm yên lặng nhìn đối phương lao tới. Túi vải trắng lớn bay nhanh đến, miệng túi chụp xuống Kỳ Linh. Miệng túi vải hiện ra một khuôn mặt to xấu xí, là mặt của Dạ Tuyền Đế Quân. Miệng há rộng, răng như địa ngục lưỡi dao vô tận táp hắn, muốn nhai nuốt hắn. Kỳ Linh không chút thương tình. Chết đi cho ta. Đôi cánh vàng xinh đẹp xuất hiện trên đầu Kỳ Linh, vô số kiếm quang tia chớp vòng quanh hắn, nháy mắt biến thành âm dương thế giới hỗn độn to lớn, hoàn toàn bao vây lấy túi vải. Ảnh chiếu thế giới to lớn sáng lâm. Trong thế giới có các sơn mạch, sông ngòi, hồ nước, thảo nguyên sa mạc rõ ràng. Cự kiếm sơn ở chính giữa thế giới khiến người ta sinh lòng kính sợ. Thế giới ảnh chiếu to lớn hoàn toàn kết hợp với âm dương thế giới hỗn độn. Phụp phụp phụp. Túi vải màu trắng chợt sách toạc, Dạ Tuyền Đế Quân biến ra nguyên hình. Sao có thể như vậy được? Đối diện âm dương thế giới hỗn độn, thế giới ảnh chiếu cùng nghiền áp làm cho Dạ Tuyền Đế Quân sinh ra lòng sợ hãi. Trước khi nhận nhiệm vụ, Phi Tuyết Thành Chủ đã nói rõ thực lực của Kỳ Linh. Đám giả tà ác Dạ Tuyền Đế Quân ghi nhớ kỹ, lão chưa bao giờ sơ sẩy chút chuyện nhỏ, không thì đã chẳng sống đến tận bây giờ. Thế nhưng Dạ Tuyền Đế Quân có cẩn thận đến mấy cũng không ngờ Bắc Minh Đạo Quân chỉ dựa vào bí thuật đã mạnh mẽ đến nhường này. Bí thuật như vậy, thế giới ảnh chiếu là thứ Dạ Tuyền Đế Quân chưa từng thấy. Lão dám nói trong thánh thành chi chủ, tính luôn đám lão giả quái vật ẩn cư, chưa chắc có ai có bí thuật ngang ngửa với Bắc Minh Đạo Quân này, dù có người đó cũng không nhiều hơn ba người. Xoẹt. Đối diện thế giới kiếm đạo đáng sợ như vậy, Dạ Tuyền Đế Quân không thể giữ thần thể được, lão biến thành khói đen thui như mực. Khói đen tràn ngập tà ác, hốt hoảng chạy trốn. Đây là thủ đoạn thân bất tử của Dạ Tuyền Đế Quân, lão ỷ vào nó mới sống đến lúc này. Trốn ư? Sau khi hóa thành khói đen, Dạ Tuyền Đế Quân định xé rách thời không. Có chuyện gì vậy? Tại sao ta không trốn được? Dạ Tuyền Đế Quân cảm giác thời không xung quanh hoàn toàn đông lại, bị chấn áp. Dạ Tuyền Đế Quân không biết rằng khi trung cực kiếm đạo đến đệ tam trọng,
Kỳ Linh đã có thể dễ dàng xé rách thời không. Giờ đã lên đệ tứ trọng, trung cực kiếm đạo chi âm dương thức khống chế lĩnh vực thời không lại cực mạnh, hoàn toàn chấn áp thời không. Trừ phi đạo này hơn hẳn Kỳ Linh, không thì chẳng thể xé rách. Muốn vượt qua hắn phải đến đẳng cấp chúa tể mới được. Dạ Tuyển Đế Quân muốn sử dụng báu vật chạy trốn thử xem, nhưng đã không kịp. Báu vật ư? Kỳ Linh hóa thành luồng sáng truy sát Dạ Tuyển Đế Quân, vừa thi triển gia thuật tâm lực diệt tuyệt. Diệt tuyệt vèo. Thuật tâm lực diệt tuyệt lặng lẽ xẹt qua không trung, trùng kích khói đen chạy trốn. A à! Dạ Tuyển Đế Quân cảm giác ý diệt tuyệt đáng sợ đánh vào hồn phách chân linh. Tâm lực của Kỳ Linh bây giờ mạnh hơn trước một mảng lớn, được uy năng mới. Đạo quân đỉnh phong bình thường không ngăn cản được, thế nhưng Dạ Tuyển Đế Quân tu hành pháp môn tà ác, thành tựu đế quân, sống qua năm tháng vô tận, có đạo tâm cực kỳ đáng sợ. Lão đỡ được một kích của Kỳ Linh. Vù. Sau thuật tâm lực diệt tuyệt là thuật huyễn tinh. Lần này Dạ Tuyển Đế Quân không ngăn được, đã bị cuốn vào ảo ảnh. Khói đen điên cuồng chạy trốn, bỗng chậm lại. Khói đen dần đông đặc, ý thức của Dạ Tuyển Đế Quân bị cuốn vào ảo cảnh. Không có ý thức khống chế thì thân bất tử cũng bắt đầu mất kiểm soát. Kỳ Linh đã truy sát đến nơi. Chết đi. Kỳ Linh không chút nương tình thi triển ra sát chiêu, sáu thanh Bắc Cổng kiếm chém ra, trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức, tâm kiếm thuật thức thứ 12, kiếm như chiều, tựa như sóng chiều hùng dũng. Mỗi đường kiếm của Kỳ Linh vừa giống sóng chiều hùng dũng, vừa như núi lửa tuôn trào đánh vào khói đen. Nguy hiểm chết chóc khiến cho Dạ Tuyển Đế Quân có đạo tâm cực mạnh, vùng vẫy thoát khỏi ảo cảnh. Trong khoảnh khắc Dạ Tuyển Đế Quân vùng thoát khỏi ảo cảnh, tỉnh táo trở lại, lão thấy sáu sóng chiều kiếm đáng sợ ập đến. Sao đây là... Khoảnh khắc đó Dạ Tuyển Đế Quân tuyệt vọng, kiếm cắt nát thân bất tử. Trước khi Dạ Tuyển Đế Quân tỉnh táo khỏi ảo giác thì thân bất tử đã tan biến 30%. Dù bây giờ lão tỉnh táo trở lại cố gắng khống chế, nhưng rồi nhận ra không thể chống cự sát chiêu như vậy. Dạ Tuyển Đế Quân tuyệt vọng rít gào: Đế Quân, ngươi lừa ta, hắn mà yếu hơn ngươi một bậc chứ gì? Hắn mạnh hơn ngươi rất nhiều, thần bất tử của ta không thể ngăn cản, đây chắc chắn là thực lực đỉnh cao nhất trong thánh thành chi chủ. Hai vị lãnh tụ đạo minh cơ này là cùng rồi. Dạ Tuyển Đế Quân không thể nào chống cự nổi kiếm chiêu như vậy, thần bất tử không thể trừ đi lực công kích đó, đã vượt qua phạm chủ ngăn cản của lão. Như thần bất tử của Kiều Trần đối diện với Phi Tuyết thành chủ, phỏng chừng sẽ bị giết trong vòng 10 đao. Thần bất tử của Dạ Tuyển Đế Quân tốt hơn Kiều Trần một chút, nhưng sáu thanh kiếm của Kỳ Linh quá đáng sợ, lão đỡ không nổi sáu đường kiếm này. Xoẹt. Nói thì chậm, nhưng thật ra Kỳ Linh chém kiếm nhanh biết bao. Sáu kiếm quang như sóng chiều quét qua, khói đen đều tan biến. Trước khi chết đi, Dạ Tuyển Đế Quân tỉnh táo trở lại, không kịp vùng vẫy đã bị xóa sổ. Một thế hệ ma đầu tuyệt thế, Dạ Tuyển Đế Quân sống qua năm tháng vô tận, cứ thế chết trong tay Kỳ Linh, trở thành người thứ nhất chết đi khi Kỳ Linh bày ra mũi nhọn tuyệt thế. Thần kiếm và vỏ hết thảy thành gió mây, mọi thứ giữa hư không biến mất, chỉ còn có mình Kỳ Linh đứng ở đó. Các đạo quân phụ trách trông chừng lối đi đường ngầm thời không bên trên Phi Trần Tinh đều ngước nhìn đại chiến ở trên cao. Có chuyện gì vậy? Nhìn kia, thế giới kiếm quang to lớn đó là sao vậy? Lúc trước bọn họ chỉ thấy Kỳ Linh, Dạ Tuyển Đế Quân chạm mặt giữa hư không rồi lao vào đánh nhau. Ngoài ra họ không thấy cảnh tượng lúc đánh, chỉ trông thấy vô số kiếm quang, âm dương thế giới hỗn độn to lớn. Rất nhanh thế giới kiếm quang biến mất, Dạ Tuyển Đế Quân cũng mất đi, chỉ còn Kỳ Linh mặc áo trắng đứng ở đó. Kỳ Linh xé rách thời không cất bước rời đi. Đi. Đám đạo quân trên Phi Trần Tinh bàn tán: Dạ Tuyển Đế Quân đâu rồi? Mới đầu còn thấy Dạ Tuyển Đế Quân mà, sao biến mất rồi? Không lẽ Dạ Tuyển Đế Quân đánh thua rồi sao? Chắc chiến thua rồi, biết không đánh lại nên chạy rồi. Bọn họ không dám tưởng tượng Dạ Tuyển Đế Quân sẽ bị giết đi, vì lão sống đã quá lâu, mấy lão già này rất khó chết. Chỉ có một đám tồn tại đỉnh cao nhất vô tận cương vực ra tay mới có cơ may. Nhưng sự thật là Kỳ Linh bây giờ đã thuộc hàng đỉnh cao nhất trong vô tận cương vực, đủ so sánh với hai vị lãnh tụ đạo minh. Trong một điện phòng Phi Tuyết Thánh Thành, bốn bóng người ngồi quanh cái bàn là pháp thân của Phi Tuyết Thành Chủ và ba vị đế quân dưới trướng. Các pháp thân tụ tập lại để chớp mắt truyền tình báo. Pháp thân Phi Tuyết Thành Chủ nhẹ nhàng nói: Dạ Tuyển huynh, chỉ cần kiềm chế hắn là được rồi. Pháp thân Dạ Tuyển Đế Quân cười nói: Đơn giản thôi. Giây sau Dạ Tuyển Đế Quân biến sắc mặt,
đám người Phi Tuyết thành chủ giật mình kêu lên. Sao, có chuyện gì vậy? Hắn pháp thân của Dạ Tuyền đế quân chỉ nói được một câu rồi mắt mơ hồ rơi vào vô ý thức, đã bị huyễn thuật của Kế Linh ảnh hưởng. Giây sau, Dạ Tuyền đế quân tỉnh táo trở lại, biểu tình sợ hãi và oán hận căm thù lườm Phi Tuyết thành chủ gầm lên, người lừa ta. Dạ Tuyền đế quân chưa nói trọn câu, hơi thở đã tắt ngấm. Bản tôn chết, tất nhiên pháp thân cũng chết theo. Người pháp thân Dạ Tuyền đế quân mềm nhũn ngã sang bên, trượt xuống cái ghế, rơi xuống đất. Phi Tuyết thành chủ và hai đế quân khác cũng biến sắc mặt. Phi Tuyết thành chủ ngây người, đã chết rồi sao? Hai đế quân bên cạnh cũng tái mặt, không thể nào, Dạ Tuyền đế quân chết như vậy hay sao? Dạ Tuyền đế quân sống quá lâu, khi Phi Tuyết thành chủ hợp đạo thì lão đã sống quá lâu rồi. Lão giả như vậy có năng lực giữ mạng rất mạnh, mà bây giờ lão chết đi, chết vào trong tay một đạo quân. Phi Tuyết thành chủ nhăn mặt, im lặng một lúc sau mới nói, vừa rồi Dạ Tuyền huynh rơi vào vô ý thức, chắc chúng huyễn thuật rồi. Sau khi chúng huyễn thuật, có lẽ chưa kịp thi chiến, thần bất tử đã bị Kỳ Linh giết đi. Hai đế quân khác gật gù đồng ý. Bọn họ không dám tin Dạ Tuyền đế quân bị giết trong trạng thái thân bất tử. Xem tình hình lúc trước thì đúng là lão bị trúng huyễn thuật. Nữ nhân áo đỏ tóc đỏ nhỏ giọng nói, dù sao thì cuối cùng Dạ Tuyền đế quân cũng đã chết rồi. Cả đám lặng thinh, đúng vậy, chết rồi. Đường đường là Dạ Tuyền đế quân mà chết vào tay đạo quân. Phi Tuyết thành chủ nói nhỏ, huyễn thuật của hắn mạnh như vậy sao? Lần trước ta có đánh nhau với hắn, nhưng không nên mạnh như vậy. Không lẽ hắn ngộ ra huyễn thuật cao minh hơn hay sao? Như vô thường mê hồn khúc của vô thường đạo quân có thể ảnh hưởng Dạ Tuyền đế quân. Thật ra huyễn thuật của Kỳ Linh không huyền diệu như vậy, chỉ vì tâm chi thế giới của hắn đến đẳng cấp cao hơn, uy lực huyễn thuật tăng lên theo. Đôi mắt xanh thẳm của Phi Tuyết thành chủ lóe tia sắc bén, ta sẽ đến giải Phi Trần Tinh ngay, không cho hắn ta chạy thoát. Vèo. Phi Tuyết thành chủ tức giận, trực tiếp sử dụng phi chu vực giới khiếm khuyết. Nhờ vào phi chu vực giới, rốt cuộc đã đến giải Phi Trần Tinh. Lão nhân nhỏ gầy mặc áo trắng, lông mày trắng bay bay, mắt xanh nhìn quét qua hư không. Ở đâu? Hắn ở đâu? Bắc Minh đạo quân ở đâu? Sao ta không cảm ứng được vậy? Hắn trốn rồi ư? Giết Dạ Tuyền đế quân rồi, ta tuyệt đối không cho phép ngươi chạy thoát đâu. Lửa giận trong Phi Tuyết thành chủ ngút trời. Không biết rằng sau khi Kỳ Linh giết Dạ Tuyền đế quân thì lao đi Phi Tuyết thánh thành với tốc độ nhanh nhất. Phi Tuyết thánh thành cực kỳ xinh đẹp. Hai đạo quân bay song song nhìn Phi Tuyết thánh thành ở phía xa. Ồ, đẹp quá. Nguyên thánh thành có vô số dãy cung điện động phủ liên miên chập trùng, xây trên nặn sương mù, rất xinh đẹp. Hơn nữa Phi Tuyết thánh thành vĩnh viễn có bông tuyết rơi lất phất, thánh thành trong tuyết càng có vẻ thánh khiết hơn. Đạo quân thanh niên áo tím trẻ tuổi truyền âm hỏi, Thiết Huyễn đại ca đã nói Phi Tuyết thánh thành một trong 8 thánh thành do Phi Tuyết Ma Cung nổi tiếng ác thống trị, các đệ tử cực kỳ tà ác, tràn đầy ma tính, là kẻ đại tội ác. Thánh thành đẹp như vậy thực sự do các ma đầu thống trị hay sao? Thiết Huyễn đạo quân mặc bộ giáp trông rất thùng trắng, cười truyền âm nói, chuyện gì cũng đều không thể xem bề ngoài. Phi Tuyết Ma Cung đúng là môn phái cực kỳ tà ác, thế nhưng nơi này là hang ổ của bọn họ, là một trong 8 thánh thành toàn đạo minh, thế nên dĩ nhiên bọn họ phải quản lý tốt rồi. Người nhìn đi, tuyết bay rất đẹp đúng không? Thế nhưng trong tu hành giả có câu như thế này, bông tuyết Phi Tuyết thánh thành là máu của vô số sinh linh đã chết đi. Thanh niên áo tím nhìn tuyết xinh đẹp bay đầy trời, tưởng tượng đó là vô số giọt máu thì tái mặt đi. Thiết Huyễn đạo quân vừa bay song song với thanh niên vừa chỉ ra xa, Tử Viêm, người mới thành đạo quân không bao lâu, lần đầu tiên tới thánh thành, để ta cho người biết quy định của thánh thành. Người nhìn xem, các kiến trúc cung điện, hễ là phạm vi cấm chế bao phủ thì tuyệt đối không được đánh nhau. Mặc kệ thực lực của người mạnh đến đâu, đều không cho phép đánh lộn. Nếu chém giết với nhau, tức là khiêu khích uy nghiêm của đạo minh, cũng là khiêu khích uy nghiêm của Phi Tuyết Ma Cung. Phi Tuyết Ma Cung là người thống trị, sẽ phái ra đại năng giết kẻ làm trái quy định ngay. Thanh niên áo tím gật đầu lia lịa. Thiết Huyễn đạo quân tiếp tục nói, bởi vậy thánh thành rất an toàn, nhiều đạo quân thuê một tòa động phủ tiềm tu tại đây, vì dù là các vĩnh hằng đế quân cũng không dám phá hỏng quy định này. Thanh niên áo tím liên tục gật đầu.
phá quy định ư? Khiêu khích Phi Tuyết Ma Cung ư? Khiêu khích Đạo Minh sao? Đạo quân nho nhỏ như gã nào dám mơ tưởng. Thiết Huyễn đạo quân nói: ngoài cấm chế các cung điện thì có thể giết nhau, nên nhớ cẩn thận một chút. Đạo quân áo tím nói: ta luôn đi theo Thiết Huyễn đại ca là được rồi. Đạo quân áo tím lại tò mò hỏi: à, có đại năng nào đánh nhau trong thánh thành phá hoại quy luật chưa? Thiết Huyễn đạo quân nói: bà chúa tể trong truyền thuyết thì chắc chắn là dám. Còn có phân tranh nội bộ Đạo Minh, vì Đạo Minh quá lớn nên nhiều thế lực đỉnh cao nhất chém giết nhau. Nghe nói Phi Tuyết thánh thành giết chóc vô số, cực kỳ hung tàn. Một đống đế quân Đạo Minh chết ở trong tay hắn ta đấy. Trong giết chóc mới đúc thành địa vị hiện nay của Phi Tuyết thành chủ, mới có quyền thống trị một tòa thánh thành, đặt tên là Phi Tuyết thánh thành. Tám thánh thành có lịch sử lâu đời, người thống trị luân phiên thay đổi. Như Phi Tuyết thánh thành, Phi Tuyết thành chủ trước khi hợp đạo thì thế lực khác thống trị thánh thành này, khi đó nó không gọi là Phi Tuyết thánh thành. Về sau Phi Tuyết thành chủ mạnh mẽ nổi lên, nhiều kẻ đại tội nghiệt tà ma đi theo gã, hình thành thế lực to lớn. Thế lực đủ mạnh mẽ, tất nhiên chiếm cứ một tòa thánh thành. Thanh niên áo tím biến sắc mặt chỉ phía xa nói: Thiết Huyễn đại ca, mau nhìn. Thiết Huyễn đạo quân thắc mắc nhìn theo. Giữa không trung phía xa bỗng nứt ra một cái khe đen như mực. Một thiếu niên áo trắng cõng thần kiếm màu đen đi ra từ khe hở không gian đen. Thiếu niên áo trắng đứng giữa không trung phương xa, quét mắt nhìn quanh, uy áp hùng hồn đáng sợ giáng lâm. Ảnh chiếu thế giới khổng lồ nháy mắt chấn áp bao phủ nguyên Phi Tuyết thánh thành. Thanh niên áo tím Thiết Huyễn đạo quân cũng tái mặt đi. Sao cái này? Bọn họ nhìn thế giới ảo ảnh xung quanh, cảm giác nỗi sợ từ tận tâm linh mình. Uy lực thế giới ảo chưa bùng nổ, chỉ uy áp đã khiến cho bọn họ sợ hãi. Nếu uy lực bùng nổ, hai người bọn họ biết sẽ bị tiêu diệt trong tích tắc. Cảm giác của hai người là đúng. Ảnh chiếu thế giới hiện giờ của Kỳ Linh có thể làm cho Vĩnh Hằng đế quân biến sắc mặt, chứ đừng nói đến các đạo quân. Là ai vậy? Là ai chấn áp thánh thành? Là ai? Là ai? Ai khiêu khích Phi Tuyết Ma Cung ta? Trong góc của Phi Tuyết thánh thành, các hơi thở cường đại từ Ma Cung nguy nga cao lớn bắn lên trên cao. Các bóng người bay lên, dẫn đầu là pháp thân Phi Tuyết thành chủ, các đế quân theo sau lưng Phi Tuyết thành chủ. Những Vĩnh Hằng đế quân này, một số là pháp thân, một số là bản tôn. 20 đế quân rầm rộ, đầy khí thế tụ tập, khá đáng sợ. Thiếu niên áo trắng lạnh lùng cất tiếng nói vang vọng thiên địa: Phi Tuyết! Nhiều đạo quân tiềm tu trong động phủ cũng đi ra. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại nhiều Vĩnh Hằng đế quân xuất hiện như vậy? Một số thị giả đạo quân trong các kiến trúc cung điện, những thế giới cảnh nhỏ yếu đều giật mình tò mò nhìn cảnh tượng xảy ra phía xa. Đó là cảnh tượng cả đời bọn họ khó trông thấy. Một thiếu niên áo trắng và hơn 20 Vĩnh Hằng đế quân lấy Phi Tuyết thành chủ dẫn đầu giằng co từ xa. Thanh niên áo tím bần thần nói: Thiết Huyễn đại ca đã nói là nơi này rất an toàn, chỉ có ba chúa tể thế lực lớn đỉnh cao nhất Đạo Minh mới dám khiêu khích Phi Tuyết Ma Cung mà. Thiết Huyễn đạo quân cũng ngơ ngẩn: ít ai dám khiêu khích lắm, nhưng vẫn có người không sợ Phi Tuyết Ma Cung. Thiết Huyễn đạo quân kéo huynh đệ của mình trốn vào phạm vi cấm chế bảo vệ tòa cung điện gần đó. Lo trốn trước đi, đại năng mà đánh nhau lan đến chúng ta là tiêu đời. Thanh niên áo tím gật đầu lia lịa, mắt tràn đầy hưng phấn. Một giọng nói vang bên cạnh: sao, thiếu niên áo trắng đó chẳng phải là Bắc Minh đạo quân sao? Là các đạo quân đang xem cuộc chiến. Thiết Huyễn đạo quân giật mình khó hiểu nhìn kỹ. Phải rồi, tên này bộ dạng giống hệt trong tình báo ta mua được. Thiếu niên áo trắng đúng là Bắc Minh đạo quân. Tại sao Bắc Minh đạo quân dám khiêu khích Phi Tuyết Ma Cung vậy? Đạo quân lợi hại đến đâu cũng kém xa lơ xa lắc các thánh thành chi chủ. Chuyện này lạ quá đi. Thanh niên áo tím tò mò hỏi dồn: Thiết Huyễn đại ca, vì đó chính là Bắc Minh đạo quân ư? Thiết Huyễn đạo quân nghi hoặc nói: trông thì giống, thế nhưng Bắc Minh đạo quân không dám khiêu khích nguyên Phi Tuyết Ma Cung đâu. Ta không dám chắc có phải là Bắc Minh đạo quân không. Đúng vào lúc này, Phi Tuyết thành chủ dẫn đám Vĩnh Hằng đế quân đứng phía xa cất tiếng quanh quẩn trong thiên địa: là Bắc Minh ư? Ngươi tự tìm đường chết sao? Vô số tu hành giả ôm bụng thắc mắc có mặt trên Phi Tuyết thánh thành hiểu ngay thiếu niên áo trắng đúng là Bắc Minh đạo quân trong truyền thuyết. Vô số tu hành giả kinh thán: lợi hại ghê, một đạo quân mà dám bá đạo khiêu khích nguyên Phi Tuyết Ma Cung, đó là thế lực một trong tám thánh thành đấy. Bắc Minh đạo quân thật là lợi hại.
Có can đảm như thế này thì dù thua ta cũng phục hắn sắp đất thôi. Bọn họ tự nhiên đứng về phía Kỳ Linh, vì đám tu hành giả này dù cố gắng tu luyện đến đâu, muốn trở thành vĩnh hằng đế quân là điều quá xa vời, không thể xảy ra. Cả đời bọn họ có thể thành đạo quân tứ bộ đã là may, vì vậy khi có một đạo quân dám khiêu khích Phi Tuyết Ma Cung, làm tập thể cảm thấy hãnh diện, rất sung sướng. Đạo quân chúng ta yếu, nhưng đạo quân mạnh nhất dám khiêu khích thế lực một trong tám thánh thành. Mặc dù trong lòng các tu hành giả ủng hộ Kỳ Linh, thế nhưng bọn họ cảm thấy vị Bắc Minh đạo quân này không có chút hy vọng chiến thắng, thậm chí khả năng sống sót là rất thấp. Kỳ Linh một đường chạy đi, cảnh giới của hắn cao hơn nên khoảng cách xé rách thời không xuyên qua lại càng xa. Khi đến Phi Tuyết Thánh Thành, Kỳ Linh lập tức thi triển tâm trí ảnh chiếu thế giới, ra oai phủ đầu trước. Cả đám vĩnh hằng đế quân của địch ùa ra, đếm sơ sơ cỡ 26 người, thế nhưng Kỳ Linh cảm giác hơn một nửa chỉ là pháp thân. Phi Tuyết Thành chủ dẫn đầu cũng vẹn vẹn chỉ là pháp thân. Kỳ Linh mở miệng nói: "Phi Tuyết." Trong đám vĩnh hằng đế quân rầm rộ đứng trên bầu trời phía xa, Phi Tuyết Thành chủ dẫn đầu bọn họ cảm giác thật khó tin, không dám tin Kỳ Linh sẽ giết tận hang ổ của mình, chẳng khác nào đi tự sát cả. Phi Tuyết Thành chủ cười nói: "Bác Minh, ngươi thật sự là tự tìm đường chết mà." Kỳ Linh quét mắt qua đám vĩnh hằng đế quân, khí thế ngập trời, cười nói: "Có bản lĩnh giết ta thì cứ lên, sao, định cùng nhau lên ư? Cũng được, một mình ta đánh 20 mấy đế quân các ngươi mới xứng tay." Ảnh chiếu thế giới của Kỳ Linh bao phủ nguyên thánh thành, giọng hắn vang vọng mỗi một góc. Thật ra phe Phi Tuyết Ma Cung cũng muốn cố gắng làm chuyện nhỏ bớt, vì Bắc Minh đạo quân gióng trống khu chiêng giết tới cửa, dù cuối cùng thành công giết hắn thì vẫn bị mất mặt, càng ít người biết càng tốt hơn. Nhưng bị ảnh chiếu thế giới của Kỳ Linh bao phủ, bọn họ muốn giữ bí mật cũng không thể. Kỳ Linh thì muốn giết gà dọa khỉ, mượn chuyện này công khai bày ra mũi nhọn của mình nên không giữ bí mật. Vô số tu hành giả trong thánh thành sôi sục máu nóng: "Bá khí quá, thật là bá khí mà, sảng khoái chết đi được, nghe là sướng lỗ tai rồi, biết bao giờ ta cũng dám nói câu một mình ta đánh bại 20 mấy đế quân các ngươi đây, ngay trước mặt hơn 20 vĩnh hằng đế quân là được. Nếu ta cũng được oai hùng như vậy thì chết ngay cũng đáng giá mà. Chưa bao giờ có đạo quân ghê gớm như vậy." Bọn họ cảm thấy là một sinh tử đạo quân mà được như Bắc Minh đạo quân là rất đáng giá. Tin tức nhanh chóng được truyền đi. "Sao? Bắc Minh đạo quân giết vào Phi Tuyết Thánh Thành, đang giằng co với 26 đế quân Phi Tuyết Ma Cung. Sắp khai chiến rồi. Rất có thể là trận chiến cuối cùng của Bắc Minh đạo quân. E rằng Bắc Minh đạo quân sẽ chết trận tại đây. Mau đến đi, muộn là hết được thấy đại chiến rồi." Việc lớn này hầu như rất nhanh được truyền đến một số thế lực đỉnh cao nhất trong Vô Tận Cương Vực. Mang nhà chú tể biết tin này thì giật mình mà kêu lên: "Cái gì? Hắn giết tới Phi Tuyết Ma Cung ư? Hắn chỉ là đạo quân, dựa vào cái gì dám làm như thế đây? Bắc Minh ơi Bắc Minh!" Đám An Thần đế quân tộc sinh mệnh vĩnh hằng cũng hết hồn. "Sao? Chủ động giết đến Phi Tuyết Ma Cung sao?" Vì tộc vĩnh hằng đang điên cuồng điều tra tung tích của Kỳ Linh, muốn giết hắn và cướp lại cây vạn kiếp thánh huyết quả đặc biệt kia. "Tên Bắc Minh đạo quân bị cái gì vậy? Khùng rồi sao? Hay hắn có cái gì dựa vào? Thế nhưng hắn dù sao chỉ là một đạo quân, đối phương lại là một trong tám thánh thành. Đi mau, mau chạy tới xem." "Ta đi ngay đây." Kỳ ẩn đế quân lập tức chuẩn bị xuất phát. An Thần đế quân luôn tọa trấn vĩnh hằng quốc gia cũng dục dịch sắp xếp pháp thân đi cùng. "Pháp thân của ta sẽ đi với ngươi, ta muốn ở khoảng cách gần nhìn xem Bắc Minh đạo quân làm gì nào." Tin tức truyền khắp Vô Tận Cương Vực, ba chúa tể, một số đế quân khác, số ít đế quân luôn ẩn cư hiếm khi lộ mặt, nội liễm không danh tiếng đều tò mò chạy tới, bởi vì từ xưa đến nay chưa bao giờ nghe có đạo quân dám khiêu khích thế lực một trong tám thánh thành, bọn họ tò mò nên chạy đến xem. Nhưng khoảng cách quá xa, muốn đến nơi cần một chút thời gian. Một đế quân khuôn mặt xấu xí, chân mày sụp xuống quát to: "Thật là cuồng vọng, bằng vào ngươi còn mơ hơn 20 đế quân chúng ta liên thủ đối phó với ngươi ư? Thật không biết tự lượng sức mình. Muốn chết trong vòng vây của chúng ta sao? Mơ hơi đẹp đấy." Đám vĩnh hằng đế quân cổ xưa nhìn thiếu niên áo trắng ở phía xa rất là coi rẻ. Nếu bọn họ liên hợp, dù có giết chết Kỳ Linh cũng mất hết mặt. Nhưng đế quân tuổi thọ vô tận cực kỳ xem trọng mặt mũi. Phi Tuyết Thành chủ cười nhạt: "Dù ngươi chết cũng không có tư cách khiến hơn 20 đế quân chúng ta cùng ra tay đâu."
Phi Tuyết thành chủ nhìn một đế quân có đôi cánh đen đứng gần mình, truyền âm nói: Hắc Hủ huynh, Dạ Tuyển đế quân chết trong tay Bạc Minh đạo quân, thực lực của hắn rất mạnh, chỉ kém hơn ta một chút thôi, đặc biệt là huyễn thuật của hắn ta. Phỏng chừng Dạ Tuyển đế quân trúng huyễn thuật nên mới chết trong tay của hắn. Huynh bẩm sinh am hiểu khống chế ảo cảnh, chắc không sợ huyễn thuật tâm lực của hắn ta. Huynh hãy ra tay đi thăm dò hư thực của Bắc Minh đạo quân này. Hắc Hủ đế quân nheo mắt bắn ra tia sáng lạnh. Được. Phi Tuyết thành chủ truyền âm cho lão nhân mặc áo đỏ máu đứng gần song song với mình: Huyết Vân huynh, thực lực của Bắc Minh đạo quân chỉ kém hơn ta một chút thôi. Bản tôn của ta đang ở bên ngoài, đang chạy về. Pháp thân ta đây không có binh khí tốt, chỉ e không đấu lại Bắc Minh. Trong đám đế quân chúng ta, chỉ có huynh là có thể ngay mặt đánh bại hắn ta. Nên đối phó Bắc Minh thế nào, tùy ý Huyết Vân huynh quyết định. Huyết Vân đế quân là một lão giả rất ủng hộ Phi Tuyết thành chủ, thực lực ngang ngửa Phi Tuyết thành chủ. Huyết Vân đế quân hỏi: Hắn không có thần bất tử sao? Phi Tuyết thành chủ trả lời chắc chắn: Không có đâu. Lần trước Phi Tuyết thành chủ dùng báu vật giết kỳ linh, khi đó hắn chưa lộ ra thủ đoạn thần bất tử gì. Ở trong mắt Phi Tuyết thành chủ thì kỳ linh không có thần bất tử, chưa từng nghe nói có ai dựa vào kiếm đạo luyện ra thần bất tử cả. Phi Tuyết thành chủ không biết rằng kiếm đạo rất khó luyện ra thần bất tử, thế nhưng mọi điều đều chừa một đường cơ duyên. Khi trung cực kiếm đạo của kỳ linh đến đệ tứ trọng thì hắn có thủ đoạn bất tử thân, thân vô ảnh. Huyết Vân đế quân gật đầu nói: Nếu hắn không có thần bất tử thì tin chắc giết được hắn ta. Phi Tuyết thành chủ truyền âm nói: Ta cho Hắc Hủ đế quân lên trước, huynh hãy xem kỹ hư thực của hắn ta. Huyết Vân đế quân đồng ý. Được. Đám Vĩnh Hằng đế quân chỉ đứng yên đang làm cho vô số tu hành giả sợ hãi, nhưng Kỳ Linh cũng không quan tâm. Một giọng nói lạnh băng vang lên: Bác Minh đạo quân, là ngươi giết Dạ Tuyển huynh hay sao? Một đế quân dị tộc mặt mũi xấu xí, có cánh tay đen bay ra, tràn ngập sát khí. Giọng nói Kỳ Linh vang vọng mỗi một khóc của ảnh chiếu thế giới. Đúng, ngươi là Hắc Hủ đế quân ư? Cũng muốn chịu chết giống như Dạ Tuyển đế quân hay sao? Hắc Hủ đế quân nói theo cách cả tam giới thì là yêu quái. Hắc Hủ đế quân vốn là một dị tộc phi cầm, bẩm sinh thích ăn thịt thối, tâm tính tà dị. Tính thích làm nhất là giết chóc vô số sinh linh, khiến thịt mục nát, mục tới mức độ nào đó thì gã mới ăn. Hắc Hủ đế quân giết chóc không vì cái gì khác hơn là ăn. Ma đầu như thế dĩ nhiên chọc nhiều tu hành giả gai mắt muốn truy sát. Hắc Hủ đế quân cũng dựa vào Phi Tuyết ma cung. Hắc Hủ đế quân tức giận quát lên: Chỉ bằng vòng ngươi ư? Chịu chết đi. Kỳ Linh lắc người biến ra ba đầu sáu tay, cầm sáu thanh Bắc Hồng kiếm. Hắc Hủ đế quân biến ra sương khói màu đen, thổi quét thiên địa. Khói đen thẳng hướng Kỳ Linh. Đây không đơn giản là thân bất tử, cũng là một loại thủ đoạn công kích Hắc Hủ đế quân sở trường nhất. Hễ bị khói đen đụng vào thì dù là đỉnh cao đạo quân cũng không chịu nổi, sẽ mục nát thành nước ngay. Hơn nữa trong sương mù đen chứa ảo cảnh đáng sợ, khiến cho kẻ địch mỉm cười không chống cự, chủ động chịu chết trong ảo cảnh. Bạc Minh đạo quân và Hắc Hủ đế quân đánh nhau. Hắc Hủ đế quân là một Vĩnh Hằng đế quân cực kỳ đáng sợ, đạo quân đỉnh phong cũng không dám chọc vào hắn ta đâu. Vô số tu hành giả trong thánh thành quan sát, cùng với tiếng quát lạnh của Kỳ Linh. Chấn! Ảnh chiếu thế giới giấu kín uy năng, một phần bao phủ quanh khói đen chợt bùng nổ uy năng. Ảnh chiếu thế giới cường đại như lồng giam nhốt khói đen lại, làm tốc độ bay giảm mạnh ngay. Chết đi! Sáu bóng kiếm như sóng chiều với khí thế hủy diệt thiên địa, vô số sóng nước kiếm chiều càn quét những khói đen. Khói đen làm vô số đạo quân sợ hãi, có độc ăn mòn rất sợ, có công hiệu ảo cảnh cực kỳ lợi hại. Thế nhưng khi thân bất tử thân trừ bất lực công kích thì còn kém hơn Dạ Tuyển đế quân một bậc. Hắc Hủ đế quân tuyệt vọng phát ra tiếng hét kinh khủng: Không, không! Khoảnh khắc cái chết đến, Hắc Hủ đế quân thầm hối hận, còn oán trách Phi Tuyết thành chủ. Là Phi Tuyết thành chủ nói huyễn thuật của Bắc Minh rất lợi hại, nhưng thực lực kém hơn gã một chút. Hắc Hủ đế quân tự tin thực lực của gã có thể đỡ mấy chục chiêu của Phi Tuyết thành chủ, thế nhưng vừa đụng độ Bắc Minh đạo quân đã bị tiêu diệt. Ở đâu ra kém hơn Phi Tuyết thành chủ một chút đây? Rõ ràng là mạnh hơn Phi Tuyết thành chủ rất nhiều. Vèo! Thân thể khói đen của Hắc Hủ đế quân tan biến dưới bóng kiếm của Kỳ Linh. Hắc Hủ đế quân thành đế quân thứ hai chết dưới kiếm của Kỳ Linh trong buổi trình diễn bộc lộ mũi nhọn này. Tất cả đều nhẹ nhàng như gió mây. Kính thưa quý vị, tập 235 đã kết thúc rồi ạ.
Và mọi người nhớ like, share video để ủng hộ cho kênh. Đặc biệt các bạn hãy comment nhận xét của mình dưới mỗi video để Khánh Duy có thể đúc kết ra được những kinh nghiệm để hướng tới tương lai sẽ tạo ra được các video, được những bộ truyện, những câu chuyện, bộ truyện hấp dẫn hơn gửi tới quý khán thính giả, độc giả. Xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.